Tuần này sân khấu khoảnh khắc rực rỡ chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Thu Thủy, cùng những câu chuyện lần đầu được kể về những thăng trầm trên con đường nghệ thuật. Lúc đó em chỉ solo độc lập, có một mình thôi. Và tất cả em không có ekip, cũng không có giống như là một cái công ty đứng ra để có thể là giúp mình. Đó là một cái em trăn trở và em cũng nghĩ mình cứ thích thì mình cứ làm và mình làm hết mình. Thính ở phía anh đâu hay biết bao đêm nhung nhớ, anh từng đêm thao thức môi hôn đó, em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây. Tất cả sẽ có trong tập 55 chương trình khoảnh khắc rực rỡ được phát sóng vào lúc 19:35 thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.